Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là cuối tuần, ngày thứ bảy, 19 tháng 6 năm 2021. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 69 và chúng ta đi qua một cái chương mới, chương thứ 35, đó là cái chương có tựa đề là tinh luyện thân tâm, hay nói khác hơn là rạn lọc thân tâm. Chúng tôi đi thẳng vào chánh văn. Phật ngôn như nhân đoạn thiết, khử chỉ thành khí, khí tức tinh hảo, học đạo chư nhân, khử tâm cấu nhiễm, hạnh tức thanh tịnh hỷ. Đức Phật dạy rằng giống như người ta luyện sắt, trừ bỏ cái phần cặn bã để trở thành cái loại sắt tinh luyện, thì món đồ mới đẹp đẽ tinh rồng. Người học đạo cũng như thế, mình luyện lọc từ bỏ cái tâm ô uế cáu bẩn thì hạnh mới được thanh tịnh. Đó là bữa nay chúng ta học đoạn văn ngắn như vậy. Các vị thấy có hai cái chữ mà gọi là nó cần để mà phân tích trong cái đoạn văn này, đó là chữ đoạn và chữ hành. Chữ đoạn hay còn gọi là chữ đoàn, có nghĩa là rèn luyện, là lọc cái cặn cặn bã. Chữ hành hay là đoạn đoạn chữ hạnh, ở đây nó có nhiều nghĩa, nhưng chữ hành ở đây có nghĩa là thành tựu đạo nghiệp, tu hành. Tu hành nghĩa là tu để mà hành, để mà cho nó thành thành tựu. Tu mà không hành thì không có thành tựu. Như vậy thì Đức Phật dạy là như nhân đoạn thiết. Như là thí như, nhân là người. Thí như người đoạn thiết là cái người mà lọc cái cặn bã của sắt. Chữ thiết đây là sắt, hay là thép cũng được đi, sắt thép thiếp. May thay là Đức Phật chúng ta không có nhắc là người với những người loại trừ cái cặn bã của vàng, không có. Phật cái ví dụ rất đơn giản, cho nên các vị thấy cái cách kết tập của người xưa họ kỹ lưỡng từng chữ như vậy. Thay vì đấy như nhân đoạn kim, như nhân à, lọc cái cặn vàng, không, nó gọi là như nhân đoạn thiết. Thử khử chỉ thành khí để mà thành cái loại vũ khí đẹp, để thành 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 cái loại tinh luyện cho đẹp, món đồ có giá trị gọi là khí thức tinh hảo. Thì cái điều người người mà làm thợ bạc, người làm thợ thiết, người làm thợ sắt, họ làm như vậy, họ muốn cho cái chất lượng là họ phải rèn lọc. Thì người tu cũng như vậy, người tu cũng như cái người tìm ra cái đồ quý giá, đó là cái tâm thanh tịnh, tâm an lạc, cái tâm tự tại, cái tâm thảnh thơi, cho tới cái tâm giác ngộ. Thì ta phải rạn lọc làm sao đừng có để tâm thức kia nó cấu nhiễm, mà luôn luôn để cho cái hạnh của chúng ta, nó để cho nó thành tựu, đó là thành tựu đạo nghiệp. Còn thanh tịnh đó thành tựu đạo nghiệp. Thì cái chương kinh này á, Đức Thế Tôn dạy chúng ta là cái sự thành đạt của người tu là do rạn lọc tâm thức.
Nó rất là dễ dàng như vậy, nhưng mà thật sự nó dễ là mà khó nói, dễ mà khó nói vô cùng. Bởi vì xưa nay các vị cứ nghĩ rằng là cái chuyện tu hành mà thành này kia nọ là phải có người chấm điểm, có người chứng minh, có người chú nguyện, có người dẫn dắt để mới thành đạo nghiệp. Xưa nay mình cứ nghĩ vậy, chứ còn ít ai mà dám nghĩ một điều thẳng thắn rằng thành tựu đạo nghiệp là do mình gạn lọc được tâm thức. Bởi vì vậy mà nhiều khi tôi nói các huynh đệ đừng có buồn tôi, chứ thật có nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ tôi buồn cho tôi buồn cho quý vị, tôi buồn cho nhiều người. Mình biết rõ như vậy mà mình không dám mạnh dạn như vậy. Mình cứ mình coi là mình là người tiểu tiết, mình nhỏ nhỏ nhoi, mình phước mỏng nghiệp dài, cho nên thôi thà mình dựa nương cái Phật Bồ Tát Thánh Hiền, dầu dựa nương đó mình không biết tên ông đó là ai, ông đó có thiệt hay không có thiệt, họ yêu cầu mình lại mình cúng mình xem mình xin cái là mình an lòng. Cho nên nó khổ là nó khổ vậy, không biết tên ông đó là ai, người đó là ai, sinh ở đâu, chết lúc nào, vậy mà cứ cầu nguyện giang sinh khấn lễ bái, chứ mình không dám nghĩ thẳng thừng mình là người tu, là mình gán cái tâm thức của mình, lọc cái tâm thức của mình, vì nó bị cặn. Chiếc xe mà muốn cho nó chạy ngon lành thì phải lọc lọc cái xăng dầu cho thật tốt, cái máy cái máy mà chạy chạy đò là phải lúc nào cũng phải dầu cho thiệt tốt, nhớt thiệt tốt, còn không thì phải lọc lại với gạt rồi gạn lại chứ thôi chạy không nổi. Giống như mình ăn cơm muốn cho sạch sẽ, muốn cho cơm gạo trắng trong thì mình phải gạn nước đục, bỏ cám bỏ trấu ra nhiều lần cho đến khi không còn nữa thì mới đi vô nấu đó. Gạn lọc đào thải xong nó không còn cái tro cái trấu cái hạt lép. Vậy mà mình khó khó chấp nhận việc nghe tới đây cái là mình khó chịu lắm. Vì đạo Phật mình, các vị cứ nghĩ là đạo Phật là phương tiện hoài hay sao? Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta tứ y, đó là y liệu nghĩa, bất y bất liệu nghĩa nha. Đừng có mượn hai chữ phương tiện của đạo Phật rồi muốn nói gì nói nghe. Không lẽ mình phương tiện hoài hay sao? Vậy thì hai chữ đào, chữ, chữ, chữ đào thải đây là đào, đó nghĩa là đãi, là lọc, là luyện, là dùng nước để gạn lọc những cấu bẩn ra ngoài. Chữ thải là loại bỏ những cái hạt sâu, hạt lép, hạt không nguyên vẹn, hạt mà hết cái chất dơ thì gọi là thải. Vậy mà muốn đào thải thì chúng ta phải đầu tư cái năng lực, thì chúng ta phải nhiệt tình lớn thì mới gọi là đào thải. Cho nên sự thành đạt có mức nhiều mức độ, từ một ông thầy tu bình thường đến một vị thầy tu làm trụ trì một tòng lâm tự viện, cho tới một vị thầy khả kính đạo hạnh, cho tới một giảng sư pháp sư uyên bác đức độ, và đến mức cao là làm vị đạo sư thành tựu tự giác, đều phải luôn rạn lọc hết những ô uế của tâm. Cả một đời sống mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phạm hạnh đó hả? Cuối cùng tôi thành đạt người tu là chứng được cái quả vô sinh hiện tiền, như là các vị đệ tử Như Lai thời bây giờ trên Xá Lợi Phất một kiền liên vậy, chứ không có đâu xa, đứng ngay nơi hiện tiền. Cho nên mình phải làm sao mà cố gắng mình có phẩm chất tốt
mình là một cái chỗ để cho mọi người dựa nương á. Vì vậy mà mình nhớ một điều rằng trên cuộc đời này mà mình cứ đem những cái cấu quế, những cái dơ bẩn vào tâm thức của mình thì mình gặn hoài, mình lọc hoài không có hết. Một thầy tu mà tâm thức đầy ô nhiễm thì chắc chắn không làm lợi ích cho mình, cũng không làm lợi ích cho người, cho tín đồ, thậm chí không xứng đáng là người tu. Cho nên vậy mà cả một cuộc đời tu, hỏi tu để làm gì? Tu là rèn lọc thân tâm mà thôi. Đây là điều rất quan trọng, cho nên tu là chuyển dời, là chuyển đổi, là quay về với Phật, với Pháp, với Tăng, với thanh tịnh, với giải thoát, với giác ngộ, để mình bớt đi những cái vọng tình vọng tưởng bên ngoài, mà mình khi mình quay về, mình hướng về Phật là mình nghĩ rất là nhiều điều tốt lành. Đó là mình nương tựa với Phật, cũng là nương tựa với Bồ Đề. Cho nên tại sao các vị thấy ngày nay người ta gặp Phật ta quý dữ lắm, quý kính dữ lắm, mà đâu còn gặp Phật bằng 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 xương bằng thịt đâu, gặp Phật bằng hình tượng không à. Cho nên là khi nào cũng tụng kinh có cái bài là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân, Phật dĩ diệt hay là Phật diệt độ, á não tự thân đa nghiệp chướng và bất kỳ như lai diện sắc thân. Khi mà Phật còn tại thế thì con trầm luân không biết là con gì nữa, nhưng mà mãi đến khi Phật ra đời, con ra đời thì Phật nhập diệt rồi, còn Phật không còn nữa. Buồn thay, thảm não thay, cái thân nghiệp trước của con, cho nên con không gặp được Như Lai bằng xương bằng thịt. Vì vậy mà cái thanh lọc đào thải là nguyên tắc của cái đời sống của chúng ta, mọi lĩnh vực, để thấy mọi lĩnh vực nó càng tiến hóa hơn, tinh tế hơn. Và trong xã hội nào cũng vậy, nó không thích ứng là nó tự đào thải thôi, tại mình nấu nãy, mình gấp rút, mình coi cái chuyện đó là quan trọng, chứ thật sự không có chuyện gì quan trọng hết. Mà ta cứ chuyện gì ta cũng bình tĩnh, ta đào thải, ta gạn lọc. Còn lần này các vị cứ đem chuyện chuyện ngoài vô nhà, đem rác vô nhà, không mà làm sao có gì có thanh tịnh được. Nhưng những người có thanh tịnh là người ta bắt lên, bắt phone lên. Alo, dạ thưa chị, khỏe chị? Dạ khỏe. Chị có đi chùa không chị? Dạ có. Ôi, tôi mới đọc sách về Phật dạy hay quá. Ồ vậy hả chị, cái lời hay ý đẹp chị có thể chia sẻ cho em với chị. Thì good rồi. Này không, alo, có chuyện gì mới không? Có đến đó mà xem kỹ không ấy nghe. Chị nói ai chưa, nói ai chưa? Đừng nói ai, nói mình tôi thôi, nói mình tôi rồi, được rồi, nói mình tôi thôi nghe, rồi tôi thôi. Alo, nói vậy không thì sao mà có thanh tịnh cho được. Cho nên tôi nói thật các vấn đề là nếu hiểu ra là người tu là càng tránh né. Bây giờ mình chưa có đủ cái nghị lực để vượt qua, cho nên có những cái chuyện mình cần phải tránh né. Chúng ta nhìn điều này qua mọi lĩnh vực để thấy rằng cái sự tiến bộ, tiến hóa nó ngày nó một tinh vi hơn. Nhưng mà trong xã hội thì không có cái loại nào mà không thích ứng và đào thải quý hoại bây giờ. Con người cũng như vậy, từng cái tế bào luôn luôn thay đổi, một cơ thể nào cũng theo
cái phát triển theo cái chiều hướng thanh lọc đào thải cơ thể đó. Cái năng lực đề kháng nếu mà không có thì cái cơ thể đó nó chết thôi. Cho nên như vậy mà con người, tế bào, vạn vật luôn luôn có cái sự đào thải. Đây là nguyên tắc mà không chừa một ai. Đời sống nào muốn vươn lên đi theo cái quá trình để thanh lọc, để gạn lọc, để đào thải và để tồn tại. Thì các vị thấy con người xưa đó họ vốn có cái cũng cũng cái đầu này, cũng vô lượng khối não này. Nhưng mà bộ não chúng ta ngày nay á thì nó vĩ đại hơn. Cái người xưa họ họ hầu quán hồn, họ đi sớm là vậy. Cho nên trong cái cơ thể chúng ta đó, cái khả năng của hệ thần kinh, nó giao cảm và thần kinh rất tuyệt vời, nó luôn luôn lập tự ái, lập trật tự, gạn lọc những cái trầm cảm, bất an, ưu tư, sầu muộn của tâm thức và làm dịu bớt đi. Nên đôi khi người ta cần 5-10 phút nghỉ ngơi xong ta khỏe. Thí dụ các vị đi đâu, các vị lo to mệt quá, các vị xỉu, ta biết các vị xỉu vì kiệt sức thì tinh thần, ta mời ta dìu vô một cái nơi nào đó yên tĩnh, người ta xoa, ta bóp, ta động viên, thì coi như cái cơ thể người đó nó khỏe lại, khỏe lại, hệ thần kinh nó khỏe lại. Chỉ cần 5-10 phút nghỉ ngơi thôi. Còn như tôi mà tôi bệnh, mà tôi mệt, rồi tôi làm biếng, rồi tôi khó chịu, là tôi cần cho tôi nằm nghỉ ngơi mà đừng ai quấy rầy. Có nhiều người là khoái, có những người xung quanh mình để cứ hồi hỏi khỏe chưa tôi, mà tôi bệnh mà ai cứ hỏi hoài tôi bực mình lắm cái gì. Cho nên tôi nói các huynh đệ ở trên này, tôi biết có nhiều vị hiểu tôi, tự tự tại với mọi việc là tôi an lòng. Các vị thấy tôi bệnh mà tôi còn giảng nổi, tôi còn nói nổi, là các vị khỏi càng hỏi khỏe không? Giảng dầu là khan tiếng, dầu là mồ hôi mồ kê đó ra, dầu là thế đây kia mà tôi còn giảng nổi, mà quý vị cứ hỏi thầy hết bệnh chưa, thầy khỏe không? Trời, tội nghiệp tôi quá mà. Tôi không trả lời thì con người tôi là cái loại gì? Mà tôi trả lời thì tôi hỏi các huynh đệ, tôi không biết trả lời sao nữa. Ngày nào tôi cũng nói chuyện với các vị trên mạng, ngày nào tôi cũng 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 kiếp chuyện này chuyện kia để cho vui vẻ nhau, thì các vị biết tôi còn sống, các vị biết tôi khỏe rồi đó chứ. Cái này các vị cứ hỏi khỏe không mà tôi trả lời không biết sao trả lời. Trả lời hoài, trả lời không rồi. Giống như đi trả vốn. Vậy mà các huynh đệ nhớ, thương tôi, thương thương phải hiểu. Tôi không có thích nịnh. Các huynh đệ thương thầy, lỡ vào một ngày đó tôi có bệnh thì hỏi thầy khỏe không? Là tôi mừng rồi. Chứ đừng có lại mà vuốt mà ve mà lẩm bẩm mà bạch mà mọt hung mà chạy đôn chạy đáo chạy lăng xăng như con gà mắc dây thun vậy, đó là tôi bực mình thêm. Cho nên các vị để cái tánh người con nít đó, cái tánh mà giàu có nhiều người lớn mà vẫn còn cái tánh trẻ con, phải có người nịnh nọt, có người nâng niu, có người quan tâm. Còn thật sự tôi thiệt lòng nói, giờ tôi thấy mấy chuyện đó là trò trẻ con. Cho nên vậy mà các vị không cần hỏi tôi khỏe không, mà các vị thấy tôi giảng nói, các vị nghe, các vị quan hỷ là khỏe rồi đó. Vì cái ăn của nhà Phật nó có cái ăn về tinh thần mà. Cái ăn của nhà Phật nó có cái ăn về tinh thần, ăn về thể chất và ăn về tinh thần, nó chia 50-50. Tâm an thì mau óc ổn, định tánh thì thể căn viên. Cái tâm mà nó an á thì thân tâm điều ổn á, nó đi liền nhau. Còn cái tánh mà định thì cái thể này là nó tròn đầy, nó không có chuyện gì phải bối rối.
Tâm mà nó không an rồi, nó lo toan đủ thứ, tính toán ưu tư, lo ngại phiền hà trách cứ, thương ghét cùng cơn khổ đau, là coi như là đụng chuyện cái ngã xỉu, đụng chuyện cái ngã xỉu. Như tôi ngày hôm kia nè, ngày hôm kia tôi đi ra, tôi cắt cỏ, cắt cỏ giùm nhà hàng xóm, nó để cỏ nó dài quá, mình dọn dùng cho ông bà già, mà vừa cũng dọn cho mình, để cỏ lên nhiều quá muỗi rắn sợ vậy ra cắt cắt sát, mà cái máy cắt nó có giới hạn, mà cỏ lên dày quá thì cắt hồi nó đầy cái nó tắt máy. Vậy mà tôi đẩy, tôi cứ giật máy đẩy, giật máy đẩy, cho tới cái lúc mà tôi chịu không nổi nữa, vừa nóng bức quá trời, vừa mồ hôi ra buốt liền, vừa mệt quá muốn xỉu tại đó. Cái tôi quy chu cho, quy chu cho, tôi nói bụng lỡ mình xỉu đây rồi ai lo cho mình, thôi ráng mà lết vô ngồi đại với cái thiền hàng ba đó. Ôi nó sướng vô ngần, rồi quạt 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 nó khỏe, cái đi lấy nước uống nó sướng vô ngần, thậm chí chiều nó nhức tay quá lấy viên thuốc uống nó sướng vô ngần, không cần ai lo lắng hết trơn. Bu thì vậy đó, bởi vì tôi nói các huynh đệ biết, cái bệnh, cái già, cái bệnh, cái chết không ai có thể chia sẻ cho ai được. Không thể nói là từ giờ tôi thấy thầy già rồi thôi tôi cho thầy ký thạch để thầy trẻ lại, không có. Tôi cho thầy miếng máu trẻ là không có, càng không nói là tôi làm cái này làm cái kia, tôi cầu cái nọ cho trẻ, không có. Cho tới cái bệnh cũng vậy, có ai mà nói là tôi san sẻ cái bệnh cho ai đâu. Tôi nói cái này mà tôi nói đau, mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài cho các huynh đệ nhớ cái nỗi đau này, mà nỗi đau cùng cực cái này, tôi nói cho mấy huynh đệ nghe. Ở tại Sacramento của tiểu bang Cali, tại thủ phố Cali, tôi nhắc hoài, nhắc 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 tại địa địa phương luôn chứ không nhắc đâu xa, mà tại khu vực thủ phố Cali có một anh Phật tử này, đây là tôi nhắc kỳ này không biết mấy lần à, nhắc cả chục lần rồi. Anh Phật tử này đi chùa, anh ta đi chùa Chí Thành, đi tới đâu với thầy cũng dạy, ghi sớ ghi điệp để với thầy chẩn, với thầy cầu, với thầy bắt ấn, với thầy úm, với thầy ôm, với thầy làm gì nè, để cho mấy thầy chú nguyện, với thầy cầu nguyện, với thầy phóng hào quang, với thầy quang đỉnh gì cho. Anh này anh tin dữ lắm, tin cho tới khi anh có một người anh có vợ có con. Anh này thì chưa có vợ chưa có con, anh nói thôi đời anh không không xuất gia, nhưng mà anh tu tại gia, nhưng mà anh thấy người anh có vợ có con là có người nói dỗi tông đường rồi, cho nên anh chưa có vợ chưa có con. Nhưng đùng một cái người anh có chứng bệnh nan y, mà bác sĩ nói là không quá 6 tháng. Lúc này anh ta chạy hết chùa này tới chùa nọ, tới nhờ mấy thầy cầu. Hồi nào mạnh khỏe thì mấy thầy cầu hay lắm, nhưng tới lúc này hỏi thầy nào cũng lắc đầu, và chỉ còn cái lời cuối cùng mấy thầy nó thôi bây giờ để cho nó an thì lập đàn cầu nguyện. Rước Rước 12 thầy, tôi nhớ rước ra rước 12 thầy chứ ở Mỹ mà rước 49 là không có. Rước 12 thầy ở trong vùng để lại và tụng kinh Dược Sư 3 ngày thôi, chứ cũng có 7 ngày, 3 ngày thắp 49 ngọn đèn, lập 7 cái đàn là cái bàn 7 ông Dược Sư để cúng. Anh ta nói giờ được, trước trước khi tắt bạch thỉnh với thầy khai đàn cúng, anh ta tắt bạch thẳng thừng, anh ta nói con nguyện cho mấy thầy một chuyện, mấy thầy xin cho con một chuyện là cho con san sẻ cái tuổi thọ của con cho anh con. Con chỉ xin mấy thầy giúp giùm con nhiêu đó, cầu cho con nhiêu đó thôi, chứ con không cầu cho con, mà con cũng không cầu cái gì hết, mà con xin xin gấp cái tuổi của con cho anh con, để anh con còn vợ còn con. Rồi với thầy trời lạnh mà sức mồ hôi trên trời, bởi vì làm không được.
Sao được? Cái chuyện nhỏ vậy mà còn cầu không được, mà còn cầu cái chuyện gì khác mà cầu hiện tiền phước huệ tăng long hiện tiền phước thọ tăng long, một hậu đắc di đà thọ ký hát lên nhiều chừng nào là để cho tiền nó ói ra chừng đó. Với thầy nguyện hay đó, nguyện cho Nguyễn Thị Nguyễn Văn Sồi pháp danh là Thiện Ổi gì đó, hiện tiền phước thọ tăng long. Mà hiện tiền đó là cái đời này đó, đời ngay hiện tại này là cái phước thì cái tuổi thọ nó tăng long, là nó tăng trưởng, nó mạnh, nó lớn như rồng. Mà rồi khi nào mà nó hết cái đó rồi, nó là một hậu hậu vậy đó nghe. Hiện tiền phước tệ phước họ kéo dài vậy đó, tăng long để một hậu. Cho nên cứ mấy thầy nào mà cứ chịu khó mà rên rỉ mà nó dài chừng nào là tiền nó ra chừng đó. Bởi vì tôi nói cái đạo Phật là cái đạo mà đạo trù mạt, chứ không phải đạo mấy thầy làm theo cái kiểu đạo trù mạt, trù mà trù mạt riết. Vậy đó, mặc giờ cái người này nó rước mấy thầy lại, ta sẵn sàng người ta bỏ cả 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 chục mười mấy ngàn đô la ra. Bây giờ thầy tụng 3 ngày là mỗi thầy dạy ít nhất là cũng phải 500 tới 1.000 đô. Rồi lập 7 cái đàn đó, sắm bao nhiêu đèn hoa phướng lộng đủ thứ, hương khói tràn phan nhang thơm. Bông trái ăn uống 3 ngày, hơn 10.000 đô la. Ta chỉ có cầu nguyện một chuyện thôi, là con nhờ thầy cầu gấp cái tuổi thọ của con, sang bớt cho anh con để cho anh con được còn sống lại với vợ anh, với con anh, với cha mẹ con, với anh em con. Nhưng mà mấy thầy làm không được, không được, và không được điều đó. Thế thì sau sau cái lập cái đàn đó rồi thì người anh cứ yếu dần yếu dần yếu dần yếu dần tới chết đi. Mà theo lẽ chết không biết tới số chưa nữa, theo lẽ bác sĩ nó từ 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 3 cho tới 6 tháng, mà đằng này mới lập trai đàn cũng mấy ngày là người anh thoi thóp luôn, liệm 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 từ từ chết đi luôn. Tại vì ta bệnh ta mệt thấy mồ nội người ta, mà mấy thầy lợi đó mà ó ré mà đập bồn đập trống sòm trời đất. Tôi nói thiệt đó, tôi nói có trời có Phật chứng minh nha. Nếu lỡ mà tôi mà cái nghiệp đời này mà tôi chết chết tươi chết liền thì thôi nha, mà lỡ mà tôi có bị quan trái với cái miệng tôi vậy nè, cho nên nếu mà trời đất mà có hành hạ tôi, tại tôi miệng tôi hay nói thẳng vậy nè, mà nếu tôi mà có tội á mà hành hạ tôi bị ở trên đá dầm đó thì ít một là nếu nếu mà ở Mỹ này mà nó chấp nhận mà cái người mà yêu cầu chết cho chết chấp nhận thì chết cho chết, còn không là để đó chứ không có chuyện mà kêu với thầy lại. À tôi kỹ vụ đó lắm, mà tôi kỹ cái vụ đó lắm, mà tôi không có ngu si vậy. À bây giờ tôi còn sanh tiền nên là tôi giảng kinh, tôi thuyết pháp, tôi đọc kinh, tôi nghe kinh hàng ngày, thì lúc đó tôi không cần thằng nào con nào bất cứ hòa thượng thượng tọa nào mà tới mà chú nguyện mà cho tôi mà hồi hướng, tôi không có thằng nào hồi hướng được cái thằng nào hết á. Tôi nói mạnh dạn vậy đó, đừng có biện thiên hạ, đừng có lừa thiên hạ, đừng có cái kiểu mà thấy 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 đào tạo cho thiên hạ cho tín đồ ngu, tín đồ càng ngu để mấy thầy càng dễ trị, càng ngu để càng dễ lợi dụng hay sao. Thành ra tôi nói cho các huynh đệ học Phật là phải mở mang trí tuệ, không có thằng nào con nào chú nguyện cho mình được hết trơn á. Thậm chí Đức Thế Tôn có còn tại tiền nữa, Thế Tôn cũng không chú nguyện được nè. Hồi xưa vua Tịnh Phạn băng hà Thế Tôn có xin được ngày nào thêm cho vua Tịnh Phạn sống được đâu. Con của Thái tử Tất Đạt Đa hay là con của Phật La Hầu La mới có 53 tuổi đoản mạng nó, chưa được 60 tuổi đó, mà Thế Tôn có làm cái phép nào mà để xin cho La Hầu La được sống quá 60 đâu. Thì bây giờ mình là cái thứ gì?
Cho nên tôi nói các vị ráng mở mang cái trí não, các vị đừng có để cái đám thầy chùa nó ăn không ngồi rồi nó bếp thiên hạ. Và mình là trong những cái đám ngu. Học Phật là mở mang trí tuệ. Cho nên cái mục đích của đạo Phật như tôi đã nói hồi nãy giờ là rèn lọc thân tâm. Cũng như muốn ăn cơm là phải phải do cám do trấu cho nó sạch. Nước trong thì mới bắt nồi cơm lên mà ăn thì gạo nó mới ngon lành, ăn cơm mới ngon lành, nó không có lợn cợn. Thì cũng như Đức Phật nói là muốn sử dụng tinh luyện được cái loại sắt loại thép đó để mà cho làm được nên nó không có bị hư thì phải phải luyện đó, phải tinh phải luyện đó. Chứ sắt thép mà nó cứ hồi cái nó có đất hồi có đất thì nó gãy là sao? Cho nên người ta đi mua sắt làm nhà đó, thà người ta chịu mất tiền một chút mà mua phải mua sắt tinh luyện. Muốn làm cái cột nhà, móng nhà là phải sắt tinh luyện, cái sắt tinh luyện thì nó sắt thực chất của nó không có tạp chất ở trong đó, còn tạp chất nó bẻ cái nó gãy rớp 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 thì làm sao mà nó cái nhà nó bền được? Thì tu hành cũng như vậy, phải tinh luyện thân tâm. Để đào thải những cái cấu bẩn của thân tâm. Và điều tự nhiên mà không có thời khóa đặt ra quy chế nào, tu viện nào bắt buộc ta làm được. Phải tinh luyện thân tâm. Mà để đáp ứng được cái sự thanh lọc vào thân á, thì những gì chúng ta làm cho thân cũng là làm cho tâm. Thân mình an thì tâm mình an, và ngược lại tâm an thì thân an, hai điều nó rõ ràng, an bình thảnh thơi thôi. Như tôi nè, bây giờ cái thân tôi gì nè, các vị nghĩ đâu sung sướng gì hả? Nhưng mà nhờ cái tâm tôi nó an, tuy rằng nó cũng có lo có nghĩ có phiền có tối, nhưng mà thật sự ra đó là có nhiều khi phiền tối cái tự dỗ đầu mình đó, mình ngu rồi thôi không có suy nghĩ chi nữa, kệ mẹ nó, cái là tự nhiên nó an trở lại, nó nhẹ dần dần lại. Còn mà nằm đó mà âu sầu mà thấy quá mà nghĩ suy mà nghĩ ngợi mà diễn vong mà mơ tưởng mà tham vọng mà mong cầu mà chờ đợi mà hy vọng mà trông chờ thì coi như nó khổ dày 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 dày. Cho nên sở dĩ người tu nó khác hơn người đời ở chỗ đó. Vì vậy mà người đời không mới lại người tu ở chỗ đó. Người đời họ lại người tu là tại vì thấy thầy hay hơn con, thầy hay hơn con, thầy hay hơn con là sở dĩ thầy phiền não rồi thầy dễ bỏ hơn con, còn con thì khó hơn thầy. Nên sẽ kiểu ông thầy ông thầy mà ông nói không được cái chữ tờ đó. Thầy hay hơn con là thầy thầy không có yêu đương trai gái bậy bạ, thầy hay hơn con là thầy ăn chay giữ giới, thầy hay hơn con là thầy không có tham vọng như con, cỡ như con bán sầu riêng vậy chứ con mua con hết thích miếng đất của tỉnh này con tới mua miếng đất của vùng nọ tại con khoái đất, còn mà thầy thì hay hơn con cho nên thầy không có khoái mua đất, tại vì con thua thầy là tại vì con làm ăn con có đồng tiền cho nên con mua mua đất để con kinh doanh con làm lợi cho con cho gia đình con sau này, thì vậy mà con mới kêu thầy bằng thầy, con mới xưng thầy bằng con là tại vì con làm không được điều đó như thầy. Còn bây giờ thầy cũng như con cũng như thầy thì mày cũng như tao và tao cũng như mày vậy thôi. Cho nên á, vì vậy mà các huynh đệ nhớ sở dĩ mấy thầy hơn mình là hơn chỗ đó đó. Hơn mình là mấy thầy không có tính toán. Mấy thầy không có bỏ vô, mấy thầy bỏ ra. Còn mình thì người đời mình bỏ vô, mình tính toán. À, cho nên vì vậy mà mình mới lại mấy thầy. Lại là lại cái thanh tịnh, cái thanh lọc thân tâm của mấy thầy. Con ở ngoài đời, con muốn chồng, con muốn vợ, còn thầy đi tu thầy không muốn muốn gì hết trơn á, thầy sống cuộc đời thầy phạm hạnh thanh tịnh, thân thể thầy không có cho cô nào đấm bóp, không cho người nào đấm bóp hết trơn á, coi như thầy tự chủ lấy thân thầy tâm thầy, cho nên con mới lại thầy, con mới kêu thầy bằng thầy xin con.
Còn mà thầy đi tu mà hết xe này tới xe nọ, hết chức này tới chức nọ, hết cô này tới cô nọ, hết mâm này tới mâm nọ, mâm nào thầy cũng xơi, mâm nào thầy cũng đá, sân nào thầy cũng đá trơn, thì thầy nó cũng như con cũng như thầy, vậy tao cũng như mày, mày cũng như tao à, vậy thôi à. Bữa nay giảng cái bài rõ ràng vậy, nó không có nói vòng vo chứ nó mệt hết trơn. Cho nên người đời nhìn người tu qua những biểu lộ ở bên ngoài, ở trong cái phong cách của họ đánh giá được. Cảm ơn. Là bài đó của sư ông đặt là lễ bái ông nào, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, khẩn cầu không được hên xui mãi, bá ngọ tên nào đảnh đảnh lễ tao. Nhận lễ tao đã sai rồi. Lễ bái ông nào, lễ bái ai, cái lời của hòa thượng đặt á, bao năm lễ bái mấy năm cầu, khấn cầu không được hên xui mãi, bá ngọ thằng nào nhận lễ tao. Cái đó Phật tử viết sai rồi. Khấn cầu không được, bởi vì nó là lễ bái ông gì, lễ bái ai, là mình cứ mình đi mình đó là trở lại cái ông ý Phật tử muốn nhắc, tôi nhắc câu chuyện hồi nãy á. Cho nên cái anh đó, anh coi như là cái người anh không không làm được điều đó, không ông ấy, thầy không làm được đó, cho nên người anh ông chết. Cho nên cái ông này ông thù ông coi như ông thù, ông dẹp bàn thờ, ông dẹp tượng Quan Âm, ông dẹp tượng Dược Sư, ông dẹp hết. Và ông thấy thầy chùa kể từ đó cặp mắt ông khinh bỉ lắm. Ông nói từ bấy lâu nay tôi đi theo mấy mấy ông thầy chùa, để mấy ông thầy chùa gạt tôi. Lúc tôi mạnh khỏe cứ ăn tiền tôi mà cầu, mà lúc anh tôi như vậy mà tôi chỉ nhờ có một chuyện thôi mấy thầy, cầu không cần mấy thầy bỏ gì ra cầu gì ra, chỉ gấp được cái tuổi thọ của tôi qua tuổi anh tôi thêm, cho anh tôi sống thêm mà thôi. Vậy mà không được, dẹp hết và không bao giờ tin tưởng thầy chùa bà giải nữa, không thờ Phật, dẹp luôn mà thờ Phật. Vậy mà có một đám thầy chùa nói rằng là à, phương tiện đi còn hơn phương tiện vậy đó. Cho nên cái điều phương tiện là tốt, nhưng mà phương tiện rồi dẫn dắt người ta tới cứu cánh, chứ không phải phương tiện là để cho người ta mê lầm, để rồi cuối cùng người ta hận vậy đó. Để rồi khẩn khẩn cầu không được hên xui mãi, bá ngọ ông nào nhận lễ tao. Lúc bây giờ là chửi bá ngọ ông nào nhận lễ tao, chứ không còn con với thầy nữa, chửi luôn cả ông nào nhận lễ tao. Đó là cái bài của Hòa Thượng Từ Thông đặt nghe, cái này các chị đừng nói tôi nói hỗn vậy nghe. Hòa Thượng là cái bài cúng sao đó, lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, khẩn cầu không được hên xui mãi, bá ngọ thằng nào nhận lễ tao. Rồi tôi nói về là chửi tôi dữ lắm mà. Nhưng mà tôi nói về tôi không còn sợ nào con nào nữa trên cái gì. Mình nói thẳng chánh pháp để cho cứu được cái người Phật tử nào mà bớt mê tín dị đoan, bớt hão huyền, bớt tin bậy tin bạ, đụng đâu lại đó, đụng đâu cầu đó, đụng đâu cúng đó, bớt đi. Chứ tôi nói vậy có lợi gì cho tôi nè? Phải tôi nói mà có lợi cho tôi thì các vị đó là tôi đá nồi cơm các vị. Vì tôi thấy tình hình ngày hiện nay là coi như là cái giới và trí thức đi chùa không còn mấy người hết trơn. Mà đi chùa ngày nay là đa phần là giới mới, giới giới gì thì tôi không biết, nhưng mà giới trí thức không còn mấy người. Các vị nhìn kỹ coi, cô giới trí thức còn bao nhiêu người trong một cái đạo tràng? Nhìn kỹ trong một cái chùa thôi, ngoài các vị trí thức ra còn được mấy người trí thức? Thôi tôi nói vậy để các vị nói, các vị khôn mà sao tôi nói vậy à? Ví dụ giờ các vị đi chùa như là Tâm Thiện nè, như Nhàn Phạm nè, như Thủy Bùi nè, đó những người mà nghe pháp hàng ngày vậy nè, như Sơn Bùi nè, như Trần Thanh Di nè, như Phạm Kim Loan nè, đó các vị nhìn kỹ coi ngoài các vị ra được mấy người trí thức. Tôi cho các vị trí thức á, chứ còn tôi mà nói các vị ngu, các vị giận tôi à. Ngoài các vị ra còn bao nhiêu người trí thức như các vị nữa?
hay là những người đi tới chùa làm biểu đụng đâu đánh đó, đụng đâu bả đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu cúng đó, đụng đâu chửi đó, đụng đâu sân si đó. Đó là điều điều đau lắm, mà nói đây là nói ra gì nó đau dữ lắm mà cũng phải nói. Cho nên nói đau đau lắm mới gì, nói đau lắm. Tôi nói mà tôi đau. Vì vậy mà tôi muốn chuộc cái lỗi lầm tôi đối với Phật, với Tổ từ mấy mươi năm qua. Tôi chịu thiệt á, là tôi là người xấu xa, người bỉ ổi, người tham vọng, người lương gạt, người ăn cơm đằng đa tính thế quẹt mõ như gà, là tôi nè, tôi chịu thiệt nè. Cho nên bây giờ tôi biết rồi, địa ngục nó kề cổ rồi, dao kề cổ rồi. Trời, tối hôm qua tôi nằm trên bao, trời, tôi bắt chước bà Đại Nam, tôi nằm trên bao nha. Tội nghiệp bà Hằng Đại Nam mới nằm trên bao hay lắm á. Nên tối qua tôi cũng nằm trên bao. Tôi thấy sao mà tôi đến một cái cõi địa ngục. Trời đất ơi, tôi thấy sao người đời không bao nhiêu hết trơn mà toàn là đầu trụi không. Nào là Thái Lan có, nào Lào có, nào Campuchia có, nào Trung Quốc có, nào Mỹ có, nào Canada có, nào Úc có, đủ hết. Và trong đó có giới thầy chùa Việt Nam quá trời. Mà mấy cái giới khác đó thì mấy ông thầy chùa khác đó thì họ ngồi, mỗi người ngồi riêng ghế, còn riêng mấy ông thầy chùa Việt Nam cứ hai ba ông chen ghế, hai ba ông chen ghế, hai ba ông giành nhau ghế ngồi, xuống tới địa ngục mà giành nhau ghế ngồi. Trời mẹ ơi, tôi nói tôi giật mình tới vậy. Tôi nói cái điều này phải phải liên lạc với bà Hằng, cô Hằng Đại Nam, để mà nhờ cổ nói điềm chim bao này của tôi có đúng không quý vị. Trời Phật ơi, chim bao động trời. Trong đó tôi cũng đi xuống đó, mà tôi đứng tới đứng lui mà cái bụng tôi về, mà tôi dòm không thấy còn ghế nào trơn, mà thấy hai ba ông chen nhau ngồi cái ghế vậy đó, ngồi cả chùm như ếch vậy đó. Rồi cuối cùng này quỷ sứ nó thấy cái tướng tôi đứng bự con đen thui bụng bự thì nó hoảng hồn, nó vô nó tâu dân chúa mời tôi vô nhắc cái ghế ngồi. À đấy, ông có tội lớn lắm à, tội của ông là cái tội phải giả cho mồm ông, cái tội mà ông dám nói thẳng, nó mạnh bạo. Nhưng mà vì á, nhờ nói chánh pháp cho nên nó có cái chút công, cho nên thôi ông, tôi mời ông ngồi ghế này. Làm trên bao động trời vậy đó quý vị, phải không quý vị, đúng không quý vị? Thôi hết giờ ngừng đây, còn đoạn cuối tuần sau học, dù là nay là học tới gạn lọc thân, mà tôi đã nói là gạn lọc thân cũng có nghĩa là gạn lọc tâm, bởi vì thân tâm nó đi liền nhau, thân tâm đi liền nhau à. Nếu tâm thức mà an bình thì đời sống nó thể hiện ở bên ngoài thân nó an bình, tâm thức mà thảnh thơi thì đời sống ở ngoài thân nó thảnh thơi. Thân mình an thì tâm mình an, tâm mình an thì thân mình an, vân vân đó. Cho nên Đức Phật mới chế ra là biểu chúng ta phải giữ gìn thân và tâm cho quân bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.